Rồi, xin chào anh em. Nay mình quay bán cái chiếc quay Thái 110 từ 99, màu xanh nhất. Xe là cầm liền bô còn nha. Áo dán kèo nguyên chiếc tem zin, còn 2 kiến 2 chìa khóa, rổ rồi còn hết. Áo mà không có một lỗ luôn. Xe này là chưa bắn tốt nha anh em. Áo còn như khi kiếm luôn. Cuộc đẹp. Cầm liền Samusi nha. Còn cơ gà luôn nha anh em. Máy dữ lắm. Gốc chưa bắn tốt luôn nha. Thằng thắng chưa mòn. Tem zin, áo zin. Bộ nè. Quá đẹp. Bộ 1985 nha anh, em, bộ Đức Si. 99 là bộ Đức Si hết. Thêm gấp còn nè. Cột này anh em thấy không? Giờ engine đồ còn luôn nha anh em. Áo rồi thổi rồi phải bàn. Ốc. Chung mà xe này chưa bắn tốt chỗ nào nha anh em. Ốc này quá te quá đẹp. Chống nghiêng chống đứng zin hết. Càng xấu chưa mòn. Cũng ok hết. Một chỗ này nó bắt ổ khóa nè này. Nhưng mà không bắn tốt. Để yên vậy luôn. Xe này bán với giá là 76 triệu nha anh em. Anh em nào ở xa bao giúp hồ sơ luôn. Đồ bò này. Đồ bò này. Nhìn cái hình xe này ghê lắm. Để nổ máy cho anh em nghe.